Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Rất là mong các bạn thông cảm khi mà đến tận ngày hôm nay thì mình mới làm được video thông báo kết quả của chương trình giveaway chiếc TV Xiaomi EA32 phiên bản 2022. Tại vì mới nghỉ lễ xong mà, ai muốn đi làm đâu đúng không? À, chỉ ra mày chọn cái chết. Ok, nhưng mà trước khi bắt đầu ấy, chúng ta hãy cùng ôn lại một chút xem là chiếc TV Xiaomi EA32 phiên bản 2022 thì có những gì cần chú ý nhá. Để cho những bạn không trúng thưởng ấy thì bỏ tiền ra mua cũng được đúng không? Thông minh lắm. Đầu tiên là về mức giá đi, 32 inch nhưng mà sẽ chỉ là 2,6 triệu thì quá rẻ, nó rẻ hơn cả màn hình luôn đấy chứ. Trọng lượng của TV cực kỳ nhẹ nha, chỉ khoảng 3,6 cân mà thôi. Thiết kế cũng rất là cao cấp, viền màn hình cực kỳ mỏng luôn, không hề bị cảm giác rẻ tiền một chút nào cả. Các bạn lưu ý, độ phân giải của chiếc TV 32 inch này thì sẽ chỉ là HD cộng mà thôi. Cụ thể là 1366 nhân với cả 768 pixel. Tần số quét sẽ là 60Hz, tấm nền LCD. Nhiều bạn hay hỏi mình là dùng chiếc TV này thay cho màn hình máy tính được không ấy, thì mình trả lời là không nên bạn nhé. Tại vì độ phân giải không quá cao này, và một chiếc TV ấy được thiết kế để nhìn xa, chứ còn khi nhìn gần thì sẽ hơi hại mắt một chút. Được cái là màu sắc của chiếc TV này thì khá ok trong tầm giá, góc nhìn cũng rất tốt, 178 độ nghiêng thoải mái luôn. Hai loa của TV tổng công suất là 16W thì rất to, nhưng mà chất lượng âm thanh ở mức cơ bản nhất thôi nha, đủ dùng, gọi là chống điếc. Đó. Nhưng mà đây, mặc dù cấu hình rất là khiêm tốn thôi, RAM 1GB này, bộ nhớ trong 8GB, chip lõi tứ, nhưng mà vì độ phân giải màn hình không quá cao, HD mà, vậy nên chiếc TV này cực kỳ mượt các bạn nhé. Mượt hơn cả mấy em 55-65 inch tầm giá chục triệu của Xiaomi, ảo cực kỳ luôn. Nhưng mà sẽ chỉ nhanh với cả mượt thôi nhá, chứ còn đa nhiệm của TV thì vẫn rất kém. Đây là một chiếc Smart TV, vậy nên các bạn sẽ có rất nhiều ứng dụng để cài thêm này, YouTube, TikTok, Facebook, thậm chí có cả game để chơi. Tuy nhiên lưu ý một chút, với phiên bản 32 inch thì hiện tại cái phần mềm tại Mobile City ấy, mình thấy là đang chưa có điều khiển bằng giọng nói, đó các bạn lưu ý một chút. Nhưng mà may, điều khiển của TV cũng sẽ là dạng Bluetooth này, các bạn chỉ lên trời điều khiển vẫn ok. Rồi, bây giờ sẽ là phần tìm ra bạn may mắn trúng thưởng chiếc TV này. Ok, đây sẽ là file các bạn điền con số may mắn này, có khoảng 706 bạn tham gia. Mình sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần nha, cho dễ. Đó. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30 tháng 4. 90819. Hãy cùng kiểm tra. Ồ, bạn này cao hơn một chút. Hôm trước thì mình cũng nói rồi, kết quả chính xác này, hoặc là bé hơn gần nhất và sớm nhất. Thì đây, 90532 sẽ là con số bé hơn gần nhất. Để mình kiểm tra xem là bạn này chia sẻ Facebook chưa. Võ Minh. Ok, bạn ấy đã chia sẻ lên Facebook. Bạn Võ Minh nếu xem được video này thì trả lời tin nhắn giúp mình nha. Nếu trong vòng một tuần bọn mình không liên hệ được với cả bạn Võ Minh ấy, thì mình sẽ làm một video khác để mà trao quà tặng cho bạn khác, được chưa? Rồi, để mình kiểm tra lại này. 90819, check thử xem có không. Rồi, không có. Vậy thì kết quả vẫn là của bạn Võ Minh thôi. Bé hơn gần nhất mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Ở dưới phần mô tả cũng như bình luận của video, mình sẽ để link một vài sản phẩm TV Xiaomi mức giá cực kỳ rẻ, bao rẻ nhất Hà Nội luôn. Các bạn nhớ tham khảo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.